là biệt danh mà người hâm mộ dành tặng cho nhóm SSAK3, nhóm nhạc vừa mới ra mắt hôm 25 tháng 7. Và điều đặc biệt ở đây chính là cả 3 thành viên đều là những người đã có gia đình, hợp đồng chỉ mới hoạt động trong mùa hè và sẽ tan rã sau đó, chỉ mới hợp tác với nhau trong một MV đầu tay đã đòi tách ra solo. Đòi người hâm mộ phải thích họ và thành viên nữ thì ngang nhiên bắt nạt thành viên nam. Và cả 3 người mà chúng tôi muốn nhắc tới ở đây không ai khác chính là 3 thành viên không có gì ngoài tiền: Joe, Jesus, Joe the Dragon, Lee Hyori và Biren. Và điều đáng nói là nhóm nhạc này đã nhanh chóng đánh chiếm các bảng xếp hạng nhạc số, gây sốt mặt trận quảng cáo và rating truyền hình. Ngày hôm nay cùng VGT đến với nhóm nhạc tân binh ngang ngược sang phẳng K-pop. Chưa từng có tân binh K-pop nào sở hữu thành tích vượt trội và gây chú ý nhiều như SSAK3. Vậy, SSAK3 gồm những ai và thế lực nào giúp họ khuấy đảo K-pop chỉ sau 10 ngày xuất hiện trên thị trường âm nhạc? 3 thành viên máu mặt nhất showbiz Hàn Quốc. Thành viên lớn tuổi nhất là Yoo Jae-suk, người được khán giả xứ Kim Chi tôn vinh là MC quốc dân. Trước khi bước chân sang mảng ca hát, Yoo Jae-suk nay sử dụng nghệ danh Yoo Dragon đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực diễn hài, MC. Để nói về tiếng tăm của Yoo Jae-suk, người dân Hàn Quốc thậm chí còn gọi anh là Thánh Yoo, nam MC nổi tiếng là người làm việc chăm chỉ, tính cách tốt bụng, luôn làm việc thiện và có lối sống trong sạch. Trong bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân tổng hợp tất cả ngành nghề nghệ thuật, thể thao, Yoo Jae-suk luôn lọt top 5 người có điểm số cao nhất. Anh thậm chí nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo hơn cả các ca sĩ, diễn viên hạng A ở xứ sở Kim Chi. Nhờ dẫn dắt các chương trình nổi tiếng như Infinity Challenge và Running Man, Yoo Jae-suk còn nổi tiếng ở phạm vi quốc tế. Đặc biệt với Running Man, anh thu được lượng fan khổng lồ ở các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Người nhỏ tuổi nhất trong SSAK3 là Biren, ngôi sao quốc tế lừng lẫy một thời của Hàn Quốc. Nửa đầu thập niên 2000, nam ca sĩ sinh năm 1982 được coi là nghệ sĩ nổi tiếng nhất châu Á. Không chỉ thành công trong lĩnh vực ca hát với nhiều bản hit như Rainism, It's Raining, La La Song, Biren còn là diễn viên có kỹ năng khá chắc tay và từng bỏ túi nhiều tác phẩm gây sốt trên sóng truyền hình. Các tác phẩm có sự góp mặt của Biren, nghệ danh trong SSAK3 của anh, có thể kể đến như Người Điên Yêu, Vua Tốc Độ, Tìm Lại Tình Yêu, Lan Bi, Quý Ông Trở Lại. Bộ phim đáng chú ý nhất trong 18 năm sự nghiệp của Biren là Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Cơn sốt màn ảnh năm 2005 đã mở đường cho nam diễn viên đặt chân đến Hollywood, nhận vai chính trong Ninja Assassin của đạo diễn James McTaggart. Giọng ca sinh năm 1982 thậm chí hai lần lọt vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn. Bóng hồng duy nhất trong SSAK3 là Linda Jay, người thường được biết đến với biệt danh nữ hoàng quyến rũ Lee Hyori. Nữ ca sĩ 41 tuổi gia nhập ngành giải trí từ năm 1998, trải qua nhiều giai đoạn sự nghiệp từ hát nhóm đến hoạt động solo trước khi tạm nghỉ để tận hưởng cuộc sống riêng tư tại đảo Jeju. Rời xa showbiz đã khá lâu, cô nhận lời xuất hiện trong SSAK3 vì mối quan hệ thân thiết lâu năm với Yoo Jae-suk. Ngừng ca hát nhiều năm, Lee Hyori vẫn luôn là một trong những ngôi sao quyền lực nhất ngành giải trí Hàn Quốc. Cô có kỹ năng vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu được coi là đỉnh nhất showbiz. Vì vậy, rất nhiều nghệ sĩ thuộc thế hệ sau coi Lee Hyori là hình mẫu lý tưởng để học tập. Với hàng chục năm sự nghiệp và bề dày thành tích cá nhân của cả 3 thành viên, không khó hiểu khi SSAK3 gây sốt với dư luận xứ Kim Chi ngay từ khi mới rục rịch sản xuất album. Mặc dù được dư luận Hàn Quốc yêu mến và nhiệt tình ủng hộ, nhưng nhóm nhạc SSAK3 không có ý định duy trì hoạt động trong một thời gian dài. Ngay từ đầu chương trình Hangul With You, thì nữ ca sĩ Lee Hyori đã tuyên bố rằng nhóm chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn sau mùa hè 2020 và sẽ tan rã sau khi phát hành ca khúc đầu tay. Sự nghiệp ngắn ngủi. Mục tiêu của chúng tôi là quét sạch mùa hè, hết mùa hè chúng tôi sẽ giải tán, nữ ca sĩ nói. Như tuyên bố ban đầu của Lee Hyori, âm nhạc của SSAK3 thật sự đã càn quét mọi bảng xếp hạng nhạc số của xứ sở Kim Chi. Ca khúc Beach Again đã chặn đứng đường lên ngôi vương của mọi sản phẩm âm nhạc phát hành cùng thời điểm. Màn trình diễn của nhóm nhạc tân binh 3 người cũng được khán giả trông đợi. Rating show âm nhạc cuối tuần của đài MBC tăng gấp 2,5 lần nhờ sự xuất hiện của SSAK3. Thẳng thừng tuyên bố tan rã từ khi chưa ra mắt, SSAK3 còn tiết lộ các thành viên sẽ phát hành ca khúc solo để đấu nhau trên mạng. 3 thành viên không chỉ liên tục nhắc đến chuyện rã đám mà còn nhiều lần để lộ mâu thuẫn nội bộ. Lee Hyori có thể dùng tay che mặt Yoo Jae-suk hoặc đẩy anh lùi ra đằng sau để một mình lọt vào ống kính máy ảnh của fan. Em út Biren nhiều lần tố Lee Hyori thô lỗ khiến người khác hoảng sợ. Đêm qua vì trót mơ thấy chị mà em đang ngủ ngon lành đã phải bật dậy, anh nói. Nam ca sĩ cũng khiến hai thành viên trong nhóm và ekip bối rối khi yêu cầu kết thúc giờ ghi hình trước để kịp về gặp mặt vợ và gia đình trong ngày sinh nhật. Lee Hyori và Yoo Jae-suk liên tục trêu chọc và mỉa mai em út vì yêu cầu trên. Vì thường xuyên thích gì làm nấy, không tuân theo bất kỳ quy tắc nào của showbiz, SSAK3 được người hâm mộ gọi vui là tân binh ngang ngược. Nhóm không chỉ ngang ngược trong hành động mà còn ngang ngược trong cả phát ngôn.
Trong các bài đăng về SS AK3, truyền thông Hàn Quốc và châu Á nhiều lần nhắc lại câu nói bá đạo của Yoo Jae-suk khi nói về tôn chỉ hoạt động và ứng xử với fan của nhóm. Anh tuyên bố, tôi không trông đợi hay cầu xin các bạn trở thành fan, tôi ra lệnh cho các bạn phải thích chúng tôi. Lee Ho-ri vốn nổi tiếng khắp showbiz với cá tính mạnh mẽ, cương trực. Cô thích gì nói nấy, không kiêng nể bất kỳ ai dù vừa tái ra mắt với vai trò thần tượng tân binh. Vì tính cách và vẻ ngoài sắc sảo của Lee Ho-ri, Biren từng nói, chỉ cần nhìn thấy mặt chị thôi là các nghệ sĩ khác đã hết hồn, toát mồ hôi hột. Hiện tại thì SSAK3 đã tách ra hoạt động solo sau 10 ngày quảng bá chung và các thành viên đã lần lượt cho ra những ca khúc bản nhạc số của riêng mình và lần lượt chiếm giữ các vị trí top 5 ca khúc thịnh hành Jimeon. Chỉ mới hoạt động chung trong 10 ngày nhưng nhóm đã có lần lượt những phát ngôn gây sốc, khán giả thì tỏ ra vô cùng thích thú và chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Những câu nói vô tiền, khoáng hậu của tân binh ngang ngược. Đơn cử, khác với các nhóm nhạc khác, SSAK3 không chào hỏi ngọt ngào, hoa mỹ. Thay vào đó, mỗi người đều chọn cho bản thân một câu chào, một lời giới thiệu vị trí trong nhóm theo lối vô tiền khoáng hậu. Lee Ho-ri tuyên bố cô đóng vai trò thô lỗ trong nhóm, Biren nhận anh là người đảm nhận vai trò phiền toái. Trong khi đó, Yoo Jae-suk lại nói, tôi đảm nhận sự vô hình trong SSAK3. Khi được hỏi về lời hứa nếu giành được cúp ở show âm nhạc cuối tuần, Lee Ho-ri khiến nhiều người thích thú khi nói, chúng tôi sẽ tát vào mặt nhau nếu giành chiến thắng. Cô cũng gọi tên chồng, nhạc sĩ Lee Sang-sun khi giành được chiến thắng trên em cao đao. Chồng yêu ơi, chúng em chiến thắng rồi, nhớ anh rất nhiều. Cộng đồng người hâm mộ K-pop thường đùa rằng không nghệ sĩ nữ nào dám nhắc tên chồng ngay trên sân khấu âm nhạc ngoài nữ hoàng ngang ngược Lee Ho-ri. Ngoài ra, nhóm còn có thể thoải mái ăn uống, mở tiệc thịt bò ngay trong phòng chờ của đài truyền hình mà không cần xin phép ai. Nói về vấn đề thoải mái tiêu xài ăn uống với Somi, nữ ca sĩ sinh năm 2001, Lee Ho-ri còn khẳng định, dù là tân binh nhưng chúng tôi có nhiều tiền lắm. Khán giả cũng thường đùa rằng ba thành viên tập hợp lại thành nhóm nhạc không có gì ngoài tiền. Tất cả các phát ngôn của SSAK3 đều được liệt vào hàng xưa nay không ai dám nói ở K-pop. DJ Sabe on the mix. Gắn liền với biệt danh ngang ngược, nhưng cách hành xử cũng như tính cách của ba thành viên SSAK3 đã mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả và dân mạng liên tục để lại bình luận dưới màn đấu khẩu hay bóc phốt đồng nghiệp của các thành viên. Và khán giả cũng khẳng định rằng chỉ có những nghệ sĩ có địa vị cao như ông hoàng bà chúa như Lee Ho-ri, Biren hay Yoo Jae-suk mới có khả năng ngang ngược làm theo ý muốn của mình nhưng vẫn được khán giả yêu mến và ủng hộ. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để nhận thêm những video mới nhé.